Xin chào quý khách hàng của Shop Kiện Peugeot. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý khách hàng lắp đặt bộ thảm phun cốt của chiếc xe Peugeot 508 để quý khách khi đặt hàng về thì có thể trực tiếp lắp đặt. Đầu tiên là cái thảm ở vị trí sàn. Cái thảm vị trí sàn được thiết kế theo vị trí nền cốt. Đây là những cái vị trí chốt này. Ở bên này cũng tương tự như vậy. Luôn cái vị trí dây vào cái chốt. Ở dưới thì nó có sẵn những cái băng dính xước, xước cặp nỉ sẽ bắt dính rất là chặt. Sau đây là mình sẽ hướng dẫn quý khách hàng lắp cái vị trí lưng của hàng ghế thứ hai. Cũng tương tự, đây là những vị trí băng dính xước. Mình đặt sao cho nó chuẩn chỉnh. Ở vị trí này có cái túi để mình có thể cất đồ. Bên này cũng tương tự. Để dễ dàng lắp đặt hơn, ngả cái ghế xuống và lắp đặt sao chính xác nhất. Đó, mình kéo ghế lên. Đấy, vừa rồi mình đã hoàn thiện xong cái vị trí lưng của hàng ghế thứ hai. Sau đây mình sẽ hoàn thiện ở lưng hàng ghế thứ ba. Đây, mình kéo này lên. Tương tự như vậy. Đây, cái bộ thảm phun cốt của chiếc xe 508 rất là tiện ích. Khi mình gặp ngồi để sử dụng hàng ghế thứ ba thì những cái vị trí này cũng sẽ cuộn theo. Đây, nó có cái vị trí chốt gài ở phía sau này. Bên này cũng tương tự nữa. Ở vị trí lưng hàng ghế thứ ba hiện tại đã xong. Mình tiếp theo mình sẽ lắp đặt ở vị trí hai bên của thành cốt. Hai bên của thành cốt thì cũng tương tự, đây là những cái tấm thiết kế cho những cái vị trí thành cốt. Bắt đầu lắp đặt. Sẽ nằm ở bên này, đây cái tấm vị trí này sẽ nằm bên này. Nằm bên phía phụ. Đây là vị trí nằm bên phía lái. Để lắp đặt thì mình cũng tháo những cái vị trí băng dính được trang bị sẵn. Sau đó là mình lắp đặt. Lắp đặt thì mình lưu ý những cái vị trí viền này nó sẽ nằm ở trong những cái vị trí ron. Bóc tất cả những vị trí băng dính đằng trước, đằng sau, xung quanh. Đấy. Ở vị trí hàng ghế lái mình đã hoàn thiện xong. Sau đây là bên phụ. Bên phụ thì cũng tương tự như vậy. Mình cũng bóc băng dính ở những cái vị trí này ra. Sau đó là mình căn cái vị trí viền. Đấy, những cái công năng tiện ích của chiếc thảm cốt này thì rất là tuyệt vời. Quý khách mua hàng thì có thể trực tiếp truy cập vào phụ kiện peugeot.com hoặc Zalo 093 999 5008. Xin chào.